Cảm ơn ngài Như Quang. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Ta Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng à, trổ hòa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui tam thiên phật ngầm ngùi khẩn khoản à, phật nhân lời nhưng chẳng dị hơi viết lòng mở đạo dạy đời a à, nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh pháp từ đó là nhóm kiều trận như a à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập a đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh hồi khắp chốn ni a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ con xin phép được đọc chánh văn trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Thanh lên thuyết giảng ngày hôm. Kinh tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Năm la mã phẩm thiêu cháy, ba la mã đồ ăn. Đồ ăn trời người cả hai loài đều ưa thích ăn uống. Vị dạ so tên gì lại không thích ăn uống? Thế Tôn, ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vị hãy ngừa sang tham, bổ thí nhiếp cấu uế, hữu tình vững an trú, công đức trong đời sau. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Như Quang. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con. Con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Kỷ Đức và chào đại đức Pháp Trang. Và kính chào tất cả quý tôn nữ, tất cả quý Phật tử. Và trước khi vào buổi chia sẻ Phật pháp, xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo, Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy đã chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại.
Do phước báo tán dương ân đức tam bảo kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngăn kính chúc quý tôn nữ và quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều phước báo thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến an lạc giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn cô Như Quang cũng như cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bóp bài và đã đọc phần chánh kinh. Thì ở đây là cái đoạn thứ nhất về cái câu hỏi của cái vị chư thiên về cái dạ xoa tên gì lại không thích ăn uống. Thì ở trong chú giải thì cũng có nhiều cái dạ xoa. Thì quý vị biết là thường dạ xoa là một cái loại mà phi nhân rất là hung dữ. Có những cái loại dạ xoa là nó có thể ăn thịt người. Trường hợp như là dạ xoa a la quá cá thì trong một lần nhà vua đã đi đến cái trú xứ của dạ xoa a la quá cá thì nó có một cái quyền lực là những cái người nào mà đi vô cái trú xứ của nó thì nó có quyền nó ăn thịt cái chúng sanh đó, vì sợ mất mạng, cho nên là ông vua mới năn nỉ cái dạ xoa a la quá cá này đó hãy tha mạng cho ông, tại vì nếu mà mày ăn thịt ta thì mày chỉ ăn được có một lần thôi, còn nếu mà mày để cho ta sống á thì mỗi ngày ta sẽ cống nạp một cái mạng sống một người để cho mày ăn. Thì sau khi mà con dạ xoa nó biết như vậy, nó mới thả ông vua về. Thì bắt đầu ông vua ông về ông mới bắt những cái tù nhân, đầu tiên là những cái người mà phạm tội nặng, những người phạm tội nặng mỗi ngày đem đến nạp cho dạ xoa a la quá cá để nó ăn thịt. Rồi lần hồi tới những cái người tội nhân nhẹ hơn. Rồi một hôm mà đến khi mà các tù nhân hết rồi, vì bắt đầu người ta nghe tội nhân bị nhà vua đem cho dạ xoa nó ăn thịt, không ai dám phạm hết. Thì bắt đầu mới đi bắt những cái đứa trẻ, những đứa trẻ còn nhỏ để đem cống nạp cho dạ xoa. Thì đến cái hôm đó, cái duyên lành nó đến, Đức Thế Tôn đến để tế độ. Mà cái ngày hôm đó là bây giờ ở trong kinh thành trong cái quốc độ đó là người ta sợ quá, con cái của người ta đem chạy qua những cái quốc lân quốc khác ở, hoặc là người ta rời bỏ kinh thành, người ta đi trốn ở trong những cái nơi mà hang sâu hố thẳm. Thì cuối cùng không có bắt được ai, nên hôm đó là nhà vua phải đành chấp nhận đem cái vị hoàng tử mới có 3-4 tuổi gì đó để phải làm cái để cống nạp đứa con thân yêu của mình để cho dạ xoa nó ăn thịt. Nhưng mà đến cái lúc mà Đức Phật tế độ, cho nên là hôm đó là Đức Thế Tôn đã đi đến cái chỗ trú xứ của dạ xoa. Rồi dạ xoa thì cái tánh tình nó hung bạo, hung ác mà. Nhưng mà với cái đối trị của Đức Phật là cái tâm nhẫn nại, và Đức Phật đã tế độ được cho dạ xoa. Thì sau khi mà dạ xoa nó đã biết hướng thiện, thì lúc đó là quân lính của nhà vua mới đem vị hoàng tử đến theo thông lệ mỗi ngày đem đến
tống nạp cho dạ xoa. Thì sau khi mà nó đã thức tỉnh, đã hiểu biết Phật pháp rồi, đã ăn trú trong giáo pháp rồi, thì nó không còn ăn thịt người nữa. Cho nên là khi mà quân lính mà đem đến để dâng cái vị hoàng tử và cho nó, thì nó cảm thấy nó xấu hổ và từ đó thì nó không còn ăn thịt người nữa. Thì trong những cái bài kinh ấy, cũng có Đức Phật cũng có tế độ nhiều cái loại phi nhân là dạ xoa, nhiều cái câu chuyện hay là cái câu chuyện mà một người là dạ xoa, một người là phụ nữ trải qua nhiều kiếp sống, và cái khởi nguồn cái quan trái là hai người vợ lớn và cái người vợ nhỏ, thì cũng là một cái câu chuyện mà dạ xoa ăn thịt đó. Rồi khi mà được Đức Phật tế độ rồi thì dạ xoa này từ bỏ và ủng hộ cho những người dân ở trong kinh thành để tránh khỏi những cái tai họa. Thì đó là cái nói về cái những loài dạ xoa mà khi mà được hiểu biết Phật pháp, được tế độ rồi đó, thì nó không còn ăn thịt những cái chúng sanh là loài người. Thì Đức Phật mới trả lời cái vị này là: ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh được phần món ăn ấy đời này và đời sau? Thì ở đây đó là Đức Phật nói lên cái hạnh, là cái hạnh bố thí. Nếu mà những cái vật thực mà những cái thí chủ có cái tâm tịnh tính, có sự hiểu biết, khi mà chúng ta làm những cái thiện sự đó thì được cái phần phước an vui trong đời sống hiện tại và cái phước báo về những cái cảnh. Thì bây giờ quý vị thấy một cái người họ đang khổ sở, họ đói khổ, mà quý vị có được một chút vật thực, miếng cháo, miếng cơm, miếng bánh gì đó, mà quý vị bố thí cho cái người đó, đó thì sao? Quý vị sẽ thấy là mặc dù là cái vật thực nó không cao quý, nhưng mà cái người này đang đói khổ thì họ ăn rất là ngon rồi. Và sau khi mà họ ăn được chút vật thực rồi đó thì bắt đầu họ tươi vui, cái sắc pháp mà của họ nó được nuôi dưỡng bởi vật thực thì họ sẽ có cái sự an vui. Thì khi mà quý vị thấy một cái người mà thoát khỏi cái sự khổ đau đó thì quý vị cũng có một cái niềm hoan hỷ, niềm hoan hỷ với cái thiện sự của chính mình. Thì cái phước mà lâu dài nó phải chờ một thời gian nó mới cho cái quả, còn cái phước trong hiện tại là cái sự hoan hỷ, cái niềm vui khi mà mình giúp cho một chúng sanh thoát khỏi cái khổ đau, thì chúng ta có cái niềm vui đó là cái phước ngay trong hiện tại, ngay khi mà chúng ta làm những cái thiện sự. Thì quý vị thấy rằng đó, ở trong đời sống này nè, nhiều cái khổ đau, những cái cuộc chiến tranh chinh phạt lẫn nhau, vì cái gì? Vì cái tâm tham lam, tham lam muốn cái đất đai quốc độ rộng lớn, vườn tược, ruộng đồng thật là nhiều, cho nên là những cái cuộc mà
chiến tranh để mà tranh giành, tranh giành cái biên cương lãnh thổ. Cho nên là nếu mà khi mà chúng ta làm những cái công việc mà như bố thí với bàn tay xả ly, giúp đỡ cho những người khác, thì cái đó là cái pháp bố thí, là để đấu trị với cái sang tham. Mà đó là những cái ô nhiễm ở trong nội tâm của tất cả chúng sanh. Cho nên khi mà chúng ta biết thực hành cái hạnh bố thí là cái một cái công đức phước báo, là một cái pháp để đối trị với cái tánh tham lam chấp thủ, thì đó là cái ý nghĩa của cái lời Phật dạy. Chúng ta tâm của chúng ta nó bị ô nhiễm bởi tất cả những cái phiền não, bởi sự tham sân si, chính những cái ô uế, những cái cấu nhiễm này đó, nó bám níu chè án cái trí tuệ của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta mê lầm, chúng ta để những cái ô nhiễm này nó che án, làm cho cái trí tuệ của chúng ta mê mà không thấy được rõ cái thực tướng. Cho nên từ đó mà chúng ta thực hành những cái pháp bất thiện, đem đến những cái khổ đau. Thì khi mà chúng ta hiểu biết được Phật pháp, chúng ta sử dụng những cái pháp đối trị để loại trừ những cái phiền não, gội rửa thanh lọc những cái ô nhiễm ở trong nội tâm, thì chúng ta sẽ có cái sự an vui. Đó. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói trong cái đời sống, cái đời sống chúng sanh nhân loại, thì không có cái khổ nào bằng cái khổ đó, bị đói khát. Chúng ta có thể nhịn đói được đôi ba ngày, nhưng mà chúng ta không thể nào mà nhịn khát trong một ngày. Cho nên là khi mà cái đói cái khát mà nó diễn ra thì chúng ta rất là khổ sở. Rồi cái thân ngũ quẩn này đó thì phải được cái sự nuôi dưỡng của các cái vật chất bên ngoài. Thân ngũ quẩn này là nó hình thành từ gì? Từ đất, nước, lửa, gió. Hàng ngày khi mà chúng ta ăn, chúng ta uống, là chúng ta đem cái lửa gió ở bên ngoài để nuôi cái lửa gió ở trong thân, trong cái thân ngũ quẩn này. Mà nếu mà cái thân ngũ quẩn này đó mà không được tiếp tế, không được nuôi dưỡng mà bằng những cái vật chất đó, thì sao? Nó sẽ đi đến suy kiệt, có thể đi đến cái chết. Giống như chiếc xe, bây giờ chiếc xe khi mà nó vận hành được đó, thì nó phải đầy đủ những cái điều kiện như là điện, là nhiên liệu, xăng, dầu, hoặc là ga, hoặc là những cái nhiên liệu mà phù hợp với cái động cơ của chiếc xe đó. Khi mà có đầy đủ tất cả những cái điều kiện thì chiếc xe nó mới có thể di chuyển, nó vận hành, nó đi đến cái nơi mà mình
mình muốn. Thì cái thân ngũ quẩn này cũng vậy. Khi mà không được ăn uống, không được có những cái vật thực phù hợp mà để cơ thể nó tiêu hóa, dung nạp, để duy trì cái sự sống, thì sao? Cái cơ thể này nó rũ rượt, yếu đuối. Khi mà đói á, đứng đi cũng không nổi nữa, chứ đừng có nói làm cái gì khác. Cho nên là Đức Phật nói sao? Cái ăn á, cái bệnh đói á, nó là cái bệnh mà tối thượng. Nó diễn biến ra hằng ngày. Đó. Rồi bị gì cái sao? Bị gì cái tánh tham lam. Nó trở thành một cái thói quen. Một cái thói quen tiềm miên ở trong chúng ta. Có đôi lúc á, chúng ta ăn vì cái thói quen, chứ không phải ăn vì cái nhu cầu của cơ thể. Cứ thèm mà ăn, cứ thèm mà ăn. Chứ không phải là đói nữa. Thành ra quý vị thấy á, họ bày ra để họ phục vụ cái ăn. Họ bày ra những cái món ăn vặt, món này món khác. Rồi sao? Rồi cái theo cái thói quen đó chúng ta cứ ăn. Rồi sao? Ăn nó quá nhiều, sinh ra cái cơ thể nó dung nạp, nó chất chứa trong đó. Rồi sao? Khi mà nó chất chứa quá nhiều thì nó trở thành chất độc, nó gây cái tai hại của thân thể, là bệnh béo phì, bệnh tim mạch, rồi tiểu đường, vân vân. Rất là nhiều cái chứng bệnh do chúng ta không có kiểm soát được cái ăn uống của mình, mà nó đem đến cái hậu quả rất là tai hại. Cho nên á, Đức Phật thường xuyên nhắc nhở chúng ta phải biết tri túc, ăn vừa đủ, không có dùng quá cái sức của cái cần thiết của cơ thể của mình, ăn những cái vật thực phù hợp, rồi ăn vừa chừng. Thì trong nhiều bài kinh Đức Phật cũng hay nhắc nhở chư tỳ khưu, khi nào mà còn ba giấc cơm nữa là no đó, thì thôi hãy ngưng lại rồi uống nước. Để chi? Chúng ta không nên ăn quá no. Khi mà ăn quá no như vậy đó thì cái sự tiêu hóa của cơ thể nó rất là khó. Khi mà cái bao tử mà nó căng cứng quá thì nó không thể tiêu hóa được cái vật thực. Mà khi vật thực mà nó nằm ứ ở trong đó, nằm ứ một chỗ thì sao? Nó sanh ra bệnh. Đó. Cho nên á, có những chứng bệnh chúng ta có thể tránh được, nhưng vì cái ô nhiễm, cái tham đắm, mà chúng ta sử dụng quá mức rồi nó đem đến cái bệnh. Cho nên á, ta nói là sao? Bệnh tỳ khẩu nhập. Chúng ta ăn vì muốn thỏa mãn cái khẩu vị. Rồi chúng ta ăn những cái vật thực nó không phù hợp với cơ thể. Khi mà chúng ta ăn những cái vật thực đó đưa vô trong thân thể, nó không tiêu hóa được, rồi nó bị dính, nó không dung nạp được, thành ra nó có cái phản ứng lại với cái những cái chất đó. Rồi hoặc là bây giờ nó
không đào thải ra, ra bên ngoài được, mà nó tích tụ ở trong những cái cơ phận ở thân thể. À, cho nên là sao? Sanh ra là sạn thận này, rồi sanh ra là sơ gan này, rồi lét bao tử, rồi đủ thứ, đủ thứ chứng bệnh. Tại vì chúng ta ăn mà chúng ta không có hiểu biết, chúng ta ăn trong cái tham đắm, mà chúng ta không biết là những cái vật thực nào nó phù hợp, những vật thực nào không phù hợp. Đó, cho nên á là Đức Phật mới nói là cái khẩu vị của mình á, không biết ăn tới chừng nào nó mới thỏa mãn. Bữa nay ăn cái này thấy nó ngon, nhưng mà khi mà cái món đó lặp đi lặp lại nhiều ngày thì bắt đầu thấy chán, lại thèm cái món khác. Khi mà có món khác rồi vài ba hôm lại thèm cái món khác nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta ăn không biết đến khi nào nó mới đã. Do đó những cái vật chất ở trong thế gian, từ vật thực cho đến vật chất trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta phải có sự tri túc, phải có sự hiểu biết với trí tuệ, thì chúng ta sẽ có cái điểm dừng, và chúng ta sẽ không có khổ. Còn nếu mà chúng ta cứ chấp thủ mong muốn để làm thỏa mãn các căn, thì chúng ta cứ chạy theo cái trần cảnh bên ngoài thì chúng ta cũng sẽ khổ đau. Thì quý vị thấy rằng á, tất cả chúng sanh ở trong cái thế gian này, mỗi loài nó có cái vật thực phù hợp với chúng sanh đó. Có những vật thực là cao quý của hạng chúng sanh này, nhưng mà không phù hợp với chúng sanh sanh khác. Có những vật thực nó là bất tịnh, vật bất tịnh của chúng sanh này, nhưng mà nó là loại vật thực rất là tốt đẹp cho cái chúng sanh khác. Quý vị thấy rằng có những loài như loài quả kênh kênh, thì gì, ăn những cái xác chết bị sình trương, bị thối. Đối với con người thì mình rất là ghê tởm, nhưng mà đối với những cái chúng sanh đó thì cái những cái thây ma sình trương nó là cái vật thực rất là ưa thích của chúng nó. Hay là quý vị thấy rằng sau khi mà chúng ta sử dụng vật thực rồi đó, cái cặn bã nó đào thải ra bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta đào thải cái cặn bã, cái phân ra bên ngoài, thì đối với chúng ta đó là những cái vật là bất tịnh. Nhưng mà với những cái loài chó thì đó là cái vật thực ưa thích của chúng nó, thấy không? Hay là quý vị thấy rằng những cái loại là những cái con côn trùng, những con bọ cánh cứng rồi đó, nó sao nó sống bằng cái phân của con bò, con ngựa. Thì trong những cái đống phân đó thì nó là vật bất tịnh, nhưng mà những chúng sanh này vì cái duyên cái nghiệp nó ăn, nó sống ở trong cái đống phân đó, mà nó cho là coi như là khả hỷ khả lạc, nó thích thú, nó say đắm ở trong cái vật bất tịnh đó. Thì có một cái câu chuyện là có một con voi
À, nó lớn tuổi già nó chết rồi, nó sình trương lên, nó trôi theo cái dòng sông, nó trôi theo dòng sông rồi á, có một bầy quạ, à nó mới đến nó ăn cái xác của con dòi này, à nó xé nó rỉa những cái thịt thối, à thì nhưng con nó là nó súng nhau một bầy rất là đông mà nó ăn. À, thì quý vị biết là cái con voi thì cái thân xác nó rất là to, cho nên là chúng nó ăn thi nhau, nó rỉa ăn cái xác của con voi này, thì cái xác con voi nó trôi lần ra tới ngoài biển. À, khi mà có những con quạ đó, nó thấy nó sợ cái sự nguy hiểm. À, lúc đó là cái xác cũng còn không bao nhiêu nữa. À, cho nên là nó thấy khi mà cái xác của con voi mà trôi ra gần tới ngoài biển rồi là nó sợ, nó bỏ. À, nhưng những con quạ đó, những con quạ mà tham lam á thì sao? Nó không từ bỏ. À, trời ơi, lâu lâu mà mới có được một cái bữa mà đại tiệc như vậy, thấy không? À, nó sai đóng, nó sử dụng những cái thịt thối rồi sao, rồi tối đến thì nó trú ngủ trong đó luôn, đi đâu chi cho xa, tại vì khi mà cái xác nó trương sình trương lên rồi nó ăn một thời gian có những cái khoảng trống. À, thì bắt đầu những có một số khác thì nó đi tìm chỗ khác nó trú ngụ, còn một số thì nó ở trong cái bụng của con voi luôn. À, lần hồi cái xác này nó trôi ra tới ngoài biển. À, thì quý vị biết rằng khi mà ra ngoài biển rồi thì có những cái cơn sóng rất là lớn. À, cho nên là lúc đó những cái cơn sóng này nó vùi dập thì cái xác của con voi này nó bị chìm luôn. Thì những cái con quạ mà nói gì nó tham đắm cái xác của con voi này thì sao, nó cũng bị chết theo và chìm xuống dưới đáy biển. À, thì ở đây đó là cái lời nhắc nhở của Đức Phật trong đời sống. À, chúng ta sử dụng cái vật thực chỗ trú ngụ là cái mà để chúng ta nương nhờ nó để mà chúng ta sống. À, chúng ta đừng có mãi mê tham đắm chạy theo những cái vật dụng bên ngoài. À, thấy không, thực là để nuôi mạng. À, mà chúng ta không có chịu ăn mới ngon chứ, ăn không ngon mà ăn chi. À, cho nên là chúng ta tầm cầu ăn phải như thế này, phải đầy đủ gia vị, phải làm đúng cách như thế này thế này thế này nó mới ngon, không? Rồi uống thì phải như thế này, phải có đầy đủ như thế này như thế này như thế này nó mới ngon. À, uống nó mới đã. À, chính vì cái thỏa mãn trong ăn trong uống mà chúng ta khổ. À, chứ nói thôi bây giờ mình khát nước, thì có nước gì mà uống nước ấy thì đâu có khổ. À, kể có nước mưa thì uống nước mưa, có nước sông mình lấm phèn sạch rồi mình uống cũng được, có sao không được. Tôi khát nước nhưng mà phải là nước coca, nước cà phê, trà, phải như thế này phải như thế kia. Cho nên nó khổ. Rồi ăn cũng vậy,
ăn là phải phải ngon chưa nói, rồi phải phải trang trí, phải trưng bày cho nó đẹp nữa đó, phải cầu kỳ như thế này thế kia, để ở trong những cái dĩa, những cái dĩa sành sứ cao đắt tiền mạ vàng thì ăn nó mới ngon. Có nhiều nhiều người rất là lạ, hồi lúc mà sư còn đi làm á, lúc đó làm đi làm buổi trưa là phải ăn cơm ở ở công trường, thì có một cái chị đó, lúc đó cái chị đó lớn hơn sư cũng mấy tuổi, 5-6 tuổi vậy đó, thì cái chị này đó ngày nào á đi làm á cũng đem theo cái chén kiểu, cái chén kiểu rồi cái muỗng kiểu nha. Mà hồi lúc đó quý vị biết cái thời năm 77-78 á là nó khổ gần chết, ăn gạo thì nó vàng khè, thóc không ha. Ở nhà mình rảnh thì mình mới lựa sạn, lựa thóc ra, chứ còn ăn ở công trường, ăn tập thể mà ai ở không đó mà lựa sạn, lựa thóc cho mình ha. Thì hồi đó thì mỗi người là sáng đi làm đem theo lon gạo đưa cho nhà bếp, thì bộ phận nhà bếp người ta nấu, rồi vì đông quá rồi hồi đó cũng khó khăn, không có nấu đồ ăn mà chỉ nấu cơm thôi đó, thì cứ cứ một lon gạo tới buổi trưa là nó phát cho mình một một lon Vigo, cái lon sữa Vigo hồi xưa đó, còn nhôm đó, thì nó phát một lon Vigo cơm đó. Thì ai có gì ăn nấy, ai theo thức ăn có gì đem theo ăn nấy, còn sự thì cứ hồi đó cứ đâu có điều kiện đâu, cứ ra mà quán mua mấy đồng tương hột, bữa nào mà khá khá thì mua được thêm mấy trái chuối xiêm, còn không cứ ra mua 50 xu tương hột, rồi vậy là với một lon cơm đó là qua một buổi, và chiều về nhà ăn sao. Thì cái chị này lãnh cơm ra rồi đó, là bà mới lấy cái chén kiểu với cái muỗng kiểu ra, bà ăn, bà nói ăn gì không biết, nhưng mà phải ăn bằng cái chén kiểu á, cái muỗng kiểu á thì nó mới ngon. Còn sư thì sư nghĩ, trời đất ơi, cái chén cái muỗng nó là cái vật vô tri, lấy cái gì mà ngon, kệ nó, tôi bây giờ ăn bằng cái gì cũng được, bằng cái tô sành, hay là thậm chí là không có, ăn bằng cái miệng gáo miệng dùa cũng được nữa, nhưng mà có thịt cá rồi cho nhiều là ngon rồi. Thành ra đó quý vị thấy không, có người không phải họ ăn cơm mà họ ăn cái chén cái muỗng á, chứ không phải họ ăn cơm. Đó. Rồi sao, rồi có người thỏa mãn cái khẩu vị, cái mong muốn của mình nè. Có trường hợp quý vị biết là cái thời mà năm 2001-2002 rồi ở Miến Điện rất là khổ. Cái lúc đó là tình hình kinh tế ở bên Miến Điện nó khổ dữ lắm. Bị cấm vận rồi này kia nọ đủ chuyện. Cho nên mà ở bên đó đó, mà thật sự ra lúc đó đó, quý vị biết cái miếng một chút nước tương, một chút nước tương, có người kêu mình xì dầu đó, nó cũng khó ăn, chứ đừng nói gì tới cái gì mà cao xa. Cô tương nữ này chắc cổ cũng quen ăn nước tương, ngày nào cố lên cũng ngồi cũng ăn, mà cũng cổ cũng nhớ cũng thèm miếng một chén cơm nóng miếng nước tương xì dầu. Bởi vì ở bển á thì người ta phục vụ số đông, là 10
10 giờ rưỡi là bắt đầu ăn cơm. Thì 10 giờ đó là những cái người nhân viên nhà trường đó, là người ta đã bới cơm ra một cái nồi lớn rồi. Đó. Rồi đến giờ ăn giống như ăn buffet vậy. Nhưng mà đâu có đồ ăn gì đâu, buffet. À, cơm nè, rồi đồ mặn nè, rồi súp. Mà chỉ có như vậy thôi. Đó. Nhưng mà tập thể mỗi người có cái dĩa, à, hoặc là cái có, à, có một số là cái mâm inox đó, à, nó có từng ô, rồi cái mỗi người tự động xách lại, rồi ghé nồi cơm trước, xúc vô 1-2 giá cơm, rồi qua bên kia lấy một chút đồ mặn gì đó, rồi qua bên kia thì lấy miếng xúc, ở bên Việt Nam mình kêu nha, bạn kêu mình xúc, à, rồi vậy thôi đó. Thì khi mà người ta đem cơm lên, người ta để lúc đó là 10 giờ, mà tới 10 giờ rưỡi, 11 giờ kém, bắt đầu mới vô nhà ăn, thì cơm nó nguội rồi. À, cho nên là cái cô này cô ăn không được, cô cứ thèm ngồi đó mà cô thèm một chén cơm nóng với một miếng xì dầu. À, cái bắt đầu cô mới nói lên cái mong ước của mình. Nó trời đất ơi, ở trong... biết rằng cổ nói là cổ thèm có miếng cơm nóng với xì dầu chứ đâu phải cao xa gì này kia, nhưng mà mình không thấy cái đó là cái phiền não. À, bây giờ trong cái điều kiện này mà mình đòi hỏi như vậy là mình tự dày dò, mình tự mình làm khổ. À, thì thôi bây giờ ở cái điều kiện ở đây nó có vậy thì mình chấp nhận. À, còn cứ ngồi đó rồi buồn rầu rĩ hoài ăn cơm không được. À, ăn không được thì bắt đầu sao? Suy kiệt cơ thể, đem tới bệnh tật. Thấy không? Thì thôi, chừng nào mình về nhà của mình á, mình về xứ sở quê hương của mình á, lúc đó mình về với gia đình á, hay mình đòi hỏi gia đình còn có thể mà ta cung cấp. Còn ở đó mà mình cứ ngồi đó mơ tưởng chén cơm nóng với miếng xì dầu để cho phiền não nó sanh khởi trong nội tâm. Đó. Cho nên á, Đức Phật dạy sao? Có nhiều cái cách ăn. À, ăn trong vô minh phiền não. Đó. Là chúng ta ăn với cái sự mong cầu. À, ăn với cái tâm sân. Tại vì tôi thèm một chén cơm nóng với miếng xì dầu mà không có. Bây giờ bắt tôi ăn cơm nguội với lại cái nước mắm của Miến Điện á, thì nói thật ra cái nước mắm của Miến Điện là thì làm nó rất là khó ngửi. À, cái mùi nó nồng dữ lắm. À, nhưng mà bây giờ đòi hỏi cái gì? À, quý vị biết lâu lâu mà, tại vì sáng đó, nhiều khi có những cái món á, mà sư của Miến Điện mấy món mắm dân tộc không được, sao biết không? Ăn cháo trắng ăn cháo trắng đó, mà bây giờ ăn cháo trắng mà ăn lạc vậy thì nó cũng khó ăn. Cho nên là lâu lâu á, gặp mấy cô tu nữ á, sư mới nói với cô, cô làm sao mà cô kiếm cho sư miếng muối tiêu đó, một miếng muối tiêu thôi. Mà nếu mà cái trường hợp mà ở Việt Nam á, thì trời ơi muốn đầu mấy ký cũng có, nhưng mà ở bên Miến Điện không phải dễ đâu. Muốn mà có được miếng muối tiêu đó cũng phải là cả tuần lễ. Tại sao? Tại vì á, ba ngày thì ở nhà trường mới có, ở trường thiền mới có chiếc xe đi ra ngoài chợ, đi ra ngoài dân cung á, mua đồ. Từ trường thiền mà ra ngoài dân cung là 30 mấy cây số, không? Rồi á, mấy cô tu nữ phải nói nhờ mấy cái người nhân viên họ đi chợ họ mua giùm, họ mua rồi về mấy cổ mới làm đó. Thành ra thôi, chừng nào có muối tiêu thì tính sao, còn bây giờ không có thì cứ ăn cháo trắng đi.
Rồi ăn cháo trắng nhiều khi á, ăn cháo trắng mà nó lạt lẽo quá sao, nặng chanh vô, nặng miếng chanh vô chua chua, rồi ăn cháo trắng vậy đó. Rồi cái mấy ông kia nói chứ trời đất ơi, ông ăn kỳ á, ông ăn ăn với cháo trắng, ăn với chanh. À, kệ, tôi ăn tôi trị bệnh. Tại vì quý vị biết không, ở bệnh á, cái chanh nó là cái thuốc trị bệnh của người miết. À, cảm cũng là chanh, nhức đầu đau bụng cũng là chanh, tất cả lúc đó ở bên đó thuốc nó rất là hiếm. Cho nên là bây giờ nặng cứ nặng chanh vô ăn với cháo trắng, chừng nào có được miếng muối tiêu thì ăn, bỏ chút muối tiêu vô cho nó mặn mặn ăn thì kệ, tại vì mình đi đến cái xứ sở của người ta mà, bây giờ cái điều kiện nó như vậy mà giờ mình đòi hỏi à, thì mình làm khổ mình chứ có gì đâu. Thì thôi kệ nó, có chi dùng nấy, có chi dùng nấy. À, vậy là nó an ổn, ăn để sống, sống để mà tu hành. À, cho nên á, là những cái vị mà hạnh đầu đà đó, à, những cái vị mà hạnh đầu đà đó, người ta ăn là sao, tất cả vật thực bỏ vô trong bát, phải không? Rồi người ta quẩy quẩy đều lên. À, quý vị biết không, có những bữa mà người Miến họ trai tăng á, thì có đồ ăn nó rất là dồi dào, bởi vì có những cái món tráng miệng á, có kem á, trời ơi, mà quý vị biết không, ở bển mà có mà cái món kem đó là lâu dữ lắm mới mới có một lần, mà mấy vị mà đại thí chủ bữa đó mà trai tăng đó, là mới có được cái món đó. À, cái mà mấy mấy vị mà đầu đà đó là cơm là súp là cà ri là cái gì đó bỏ hết vô trong bát, rồi nước mắm, rồi mắm cái ở bên bển nó có làm cái mắm giống như mắm ruốc của Việt Nam. À, cái mấy vị nó bỏ hết vô quậy lên, rồi á mấy cái món tráng miệng trái cây rồi kem nó bỏ vô luôn quậy. Trời ơi. Đó, mình tập ăn vậy là gì, để mình phá đi cái chấp thủ cái vị ở trong trong cái thỏa mãn cái khẩu vị. À, thì ở ngoài này nè, ở trên bàn mình bày nào món cơm để riêng, canh súp để riêng, món mặn để riêng, trái cây tráng miệng rồi để riêng, ha. Rồi mình ăn từ 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 để chi, để thỏa mãn cái khẩu vị. À, chứ còn mà khi mà nó qua khỏi cái thực quản rồi, đi xuống bao tử á, nó vô trỏng nó nằm á, nó đâu có sắp xếp như vậy đâu, phải không? Nó hồ lốn lại, nó giống y như cái nồi cắm heo đó. Thành ra đó, mình thấy tại vì sao, tại vì mình thỏa mãn cái khẩu vị, thỏa mãn cái con mắt của mình nhìn lại cho nó đẹp. À, cái mùi là phải cho nó thơm, thấy không? Rồi cái vị của nó là phải ngon, phải béo, phải thế này phải thế này kia. À, rồi mình bày biện ra cho nó khổ. À, chứ nó vô cổng à, nó đâu có nằm theo thứ lớp như như mình đâu đó. Cho nên mình mới thấy rằng mình khi mà mình còn vướng mắc trong ăn là khổ, khi còn vướng mắc trong uống là khổ, khi còn vướng mắc trong y phục là khổ, khi còn vướng mắc trong cái điều kiện chỗ trú xứ là khổ, khi còn vướng mắc trong thuốc chữa bệnh là khổ. Nên bây giờ
thường thường ở Việt Nam bệnh mà uống Panadol, Paracetamol gì đó. À, bây giờ ở Miến Điện bây giờ bị cảm mà. Muốn mà có một cái dĩ Paracetamol mà không phải dễ thì thôi, bây giờ có vỏ chanh. Vỏ chanh ta xay nhừ, vỏ chanh xay nhừ nó trộn với muối, người ta sấy khô để làm thuốc. Thì thôi bây giờ mình phải chấp nhận uống cái đó đi. Chứ giờ mà muốn có một viên thuốc á, viên thuốc paracetamol cũng hơi khó mà. Mà nó lúc đó là nó rất là mắc, chứ không phải rẻ đâu. Cho nên thôi kệ nó, giờ có gì dùng cái này rồi. Thấy không? Mình đến đây mục đích để làm gì? Để mình học thiền. Mình học những cái phương pháp, những cái kinh nghiệm để mình thực hành, chứ không phải mình đến đây để mình ăn. Thành ra kệ nó. Ở trường thiền điều kiện thí chủ người ta cung cấp được cái gì dùng cái nấy. Điều kiện giường chổng như thế nào sử dụng như thế nấy. Chứ mà còn đòi hỏi là quạt máy rồi kia nọ làm sao mà có. Không, quý vị biết là tới cái tháng giêng tháng hai mà bên Nguyễn Biện nó nóng rất là khủng khiếp. Mà hồi đó điện đớm ở bển không phải có được thường xuyên đâu, bị máy móc thì nó cũ kỹ, rồi dầu mỡ nó đâu có đâu. Cho nên á, lúc nào mà hả mà nó có được, nó phát điện được thì xài, không có là thôi. Bởi hồi đó nói là miếng điện, điện có miếng. Có nhiều khi á, cái trường thiền cái máy đèn nó quá cũ kỹ rồi. Thường thường là 6 giờ là mới mở máy lên chạy chạy được chừng bữa nào mà chạy được tới 9 giờ là mừng dữ lắm à. Là 9 giờ là bắt đầu là tắt máy là ngủ nghỉ rồi. Còn có bữa ha, nó chạy tạch được tới chừng nửa tiếng đồng hồ cái đầu nó hư máy, tắt nghỉ rồi. Đó. Thành ra đó, cái đời sống nó là như vậy, mình chấp nhận nó thì mình sẽ an ổn. Còn mà mình đòi hỏi trời ơi nóng quá mà không có đèn đuốc gì hết, không có quạt máy, không có điện gì hết thì sao, thì mình khổ. Quý vị biết sao, nóng quá rồi cái bắt đầu xách nước tưới cho cái phòng nó ướt, tưới phòng ướt rồi nằm xuống dưới cái sàn cho nó mát. Chỉ có cái cách đó là nó mát thôi, chứ bây giờ không có làm cách nào được thì kệ nó. Có nhiều khi biết là mình nằm kiểu đó là sáng dậy có nhiều khi bị cảm, nhưng mà giờ nó nóng quá là sao thì thôi kệ nó. Cái điều kiện nó vậy mình chấp nhận như vậy đó. Thành ra đó, trong đời sống chúng ta cái ăn, cái uống, những cái vật chất chúng nghĩ rằng chúng ta tạm dùng nó để chúng ta sống, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Cái sự tu tập, cái sự học hỏi của mình, cái sự thực hành của mình là chính. Còn mà nếu mà chúng ta cứ bám níu dính mắc tham đắm vào ăn, vào uống, vào y phục, chỗ trú ngụ, chúng ta dính mắc vô đó thì không khác gì giống như những cái con quạ mà nó ăn cái xác của con voi. Giờ có vật thực rồi, rồi khi mà ăn cái bụng của con voi có khoảng trống rồi, giờ trú ngụ đó luôn, có điều kiện mà ở đó luôn, đi chỉ cho nó xa, bay tới bay lui chỉ cho nó xa. Bây giờ
ăn uống rồi ngủ trong đó luôn. À, mình tham đắm là mình không thấy cái mối nguy hiểm. Càng ngày cái xác con voi nó trôi trôi lần ra tới ngoài biển, à, thì một cơn sóng lớn nó nhận chìm mình. Đó. Cho nên đó là khi mà chúng ta phải ý thức được cái nào là cái quan trọng, cái nào là cái pháp mà chúng ta cần phải thực hành, à, cái nào mà mình phải từ bỏ, giảm thiểu, xem nhẹ, à, cái nào mà mình phải quan trọng để mà chúng ta nỗ lực thực hành. À, chứ nếu không, à, chúng ta bị những cái cấu quế, những cái ô nhiễm nó bao bọc, nó che đậy ở trong nội tâm, mà làm chúng ta khổ đau, ăn trong khổ đau, ăn trong phiền não, ăn uống trong phiền não, rồi sao, mặc trong phiền não. Trời ơi, y áo gì dày mà mặc cái gì, phải y như thế này, phải y như thế kia, màu phải như thế này, màu phải như thế kia, à, mặc cũng trong khổ đau phiền não. Rồi trời đất ơi, cốc liêu gì dày thế mà ghê sao mà ở, à, phải như thế này, phải như thế kia, phải có quạt máy, à, phải có máy lạnh, chứ cốc liêu dày đi nhà tranh dạch đất sao ở được, à, thấy không, ở trong thời cũng phiền não nha. Thì chúng ta bủa dây trong tất cả những cái khổ đau phiền não, à, mà cái tâm trí chúng ta tối ngày cứ chú vào những cái bốn món vật dụng này thì còn đâu tâm trí đâu để mà lo tu, để mà lo học, để mà thực hành. À, khi mà chúng ta tri túc, chúng ta vượt qua những cái bốn món vật dụng này, chúng ta chấp nhận cái điều kiện mình có, ha, để gì, để tâm trí mình mới có sự an ổn, để chúng ta học pháp, hành pháp. À, thành ra đó, ngay cả khi mà chúng ta sử dụng những cái bốn món vật dụng này là một cái cách để tu tập, Đức Phật dạy chúng ta phải quán tưởng, à, trước khi sử dụng bốn món vật dụng này. À, nếu mà chúng ta thực hành, chúng ta sử dụng bốn món vật dụng với sự quán tưởng đầy đủ, là chúng ta sử dụng cái bốn món vật dụng với ở trong giới. À, rồi nếu mà chúng ta sử dụng bốn món vật dụng này với trí tuệ, chúng ta biết, à, ăn đây là để nuôi mạng, à, chứ không phải để mập, để mạnh, để có sức lực như võ sĩ, à, không phải để trang điểm như phụ nữ hay là những người hát sướng. À, ăn để có sức lực để tu hành theo chánh pháp, à, thì ăn như vậy là ăn trong giới, à, với sự hiểu biết. Còn nếu mà ăn mà chúng ta quán sát, à, trong từng chút, à, những cái cảm giác về vị, cứng, mềm, à, cảm nhận cái sự nhai, sự nuốt, à, thì ăn trong trí tuệ, à, mình sẽ phân biệt, mình biết cái nào là nó hợp với cơ thể, và mình sẽ biết là những cái vật nào nó không hợp để mai mốt mình loại trừ ra. Mà khi mình ăn với trí tuệ vậy đó thì sao, thì sẽ tránh được nhiều cái bệnh tật. À, đó, thành ra đó chúng ta phải sử dụng bốn món vật dụng, à, với trí tuệ thì chúng ta sẽ được an ổn. À, còn nếu mà chúng ta tham đắm, à, tham đắm
đắm nhiễm trong vật chất thế gian, sử dụng bốn món vật dụng với cái tâm ô nhiễm, trong vô minh, thì cũng giống như những cái con quạ mà nó ăn cái xác của con dòi. Rồi sao? Rồi chúng ta sẽ bị vô minh phiền não giống như những cái lượng sóng ở ngoài biển cả. Rồi sao? Cuối cùng nó nhấn chìm chúng ta xuống dưới đáy bể khổ. Thành ra đó, bốn món vật dụng này đó, nó chỉ là cái vật để mà chúng ta sử dụng để có sự an ổn, để tu tập. Chứ chúng ta đừng có bám níu, chấp thủ, rồi đem đến khổ đau. Khổ đau ngay trong đời sống hiện tại và khổ đau trong nhiều kiếp sống tương lai. Thành ra đó, chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sống với trí tuệ, sử dụng một cách khéo léo, thì chúng ta thoát được cái lưỡi câu. Sở dĩ con cá nó khổ, tại sao? Tại vì nó tham mồi, nó thấy cái miếng ngon mà nó không thấy cái lưỡi câu ở trong đó. Cho nên vì tham đắm mồi mà con cá nó bị mắc lưỡi câu. Con chim vì tham mồi mà nó không thấy cái tai hại của cái lưới. Con khỉ nó thấy cái trái chuối, cái trái ổi, nhưng mà nó không thấy cái bẫy. Vì muốn thỏa mãn cho nên là những con vật nó mắc bẫy. Thì chúng ta là những người học thực hành theo lời dạy của Đức Phật, phải sống với trí tuệ thì chúng ta sẽ thoát được những cái bẫy của phiền não, của vô minh, của ma vương, thì chúng ta sẽ được an ổn. Đó là chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ có sự an ổn trong đời sống hiện tại và nỗ lực tu tập để đem đến an vui, giải thoát trong ngày vị lai. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều về cái bài học ngày hôm nay. Chúng ta nên mở rộng xả ly và sống tri túc, hiểu biết, thì chúng ta sẽ có sự an ổn. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang, và chính kính chúc tất cả quý tu nữ và quý Phật tử có được sự hiểu biết, để chúng ta sống an ổn trong hiện tại, và hướng đến sự nỗ lực tu tập, để có được an ổn tốt đẹp trong ngày vị lai. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì cũng xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ xin mời đạo tràng Nam Mô A Di Đà. Sa thú, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tịch nước ở tỉnh thất thiện hữu ạ. Nam mô Bụt Thầy á, đã có nghe giọng sư khàn rồi. Dạ, con cung thỉnh sư nghỉ ngơi trong giây lát ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn chị Mát Ta và con tri ân sư. Dạ, sư nghỉ ngơi một chút, sư dùng nước đi bạch sư. Dạ, cảm ơn thiện vụ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị có thể lên chia sẻ cái hiểu biết của mình trong cái bài pháp của sư.
và cũng như lời thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, con cung thỉnh Đức Pháp Trang. Dạ, sư có trước máy không? Sư có thể chia sẻ thêm bài học hôm nay để cho chúng con được hiểu thêm không, bạch sư? Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, đại Đức Pháp Trang có trước máy không? Sư có thể chia sẻ thêm bài học ngày hôm nay cho chúng con hiểu thêm một chút ạ. Rồi, vậy không có trước máy rồi. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời tất cả những bàn tay của quý vị và có thể chết chát lên Nhật Quỳnh đọc cũng được. Dạ, để trong khi sư nghĩ chút xíu, sư sẽ quay trở lại để trả lời. Dạ, con xin cầm mic một chút xíu để sư nghỉ ngơi. Con nghe, con ngồi, con nghe sư giảng. Con mắc cười hoài hả sư? Mấy cái tiệm ăn, mấy nhà đầu bếp giỏi mà nghe sư giảng chắc họ kiện sư quá sư ơi. Phải không chị Mách Ta? Thanh Hoàng, Thiện Vũ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy quý vị này có trước máy nè. Có đồng ý Nhật Quỳnh vậy không? Sư biểu là ăn thì không có, đừng có bày ra nấu ngon, làm đẹp, tụi này kia kia nọ, thì mấy tiệm ăn nó kiện luôn, phải không quý vị? Mấy ăn nó kiện luôn. Dạ, tại vì Nhật Quỳnh cũng biết có một mấy vị nấu thức ăn rất là ngon. Dạ, mà nghe sư nói thì chắc mấy tiệm ăn nó kiện quá. Nhưng mà không sao, mình mà tu được mà mình ăn như sư nói thì phải rất là khó. Dạ, con thấy rất là khó, không phải dễ chút nào hết. Nên ra như vậy mà tiệm ăn nó làm ngon, nó làm vừa ngon vừa đẹp thì nó mới hấp dẫn được người khác. Con nghe sư kể ở trường thiền, quý vị nào có câu hỏi đưa lên nha. Dạ, đưa lên thì Nhật mình cầm mic để sư nghĩ chút xíu thôi. Dạ, thì con nhớ sư nghe, con nghe sư kể trường thiền thì con nhớ lúc con đi bên trường thiền bao lâu rồi. Thì Chư Tăng và thằng con trai út con thì được ở trên cái cốc ở trên chỗ Chư Tăng. Còn người nữ ở Thanh Hoàng biết không? Mình đi qua tới đó rồi mình thấy người nữ của mình có giờ ẹt không quý vị? Giờ ẹt không? Là mình phải ở tuốt ở dưới này. Tối cái là Nhật Quỳnh đi ra, tối đi ra ngoài chỗ nhà bếp, cái phòng của Nhật Quỳnh ở gần nhà bếp. Tối ra Nhật Quỳnh mò ra nhà bếp, thấy nhà bếp người ta làm. Nên mò ra đó, mặc dù mình không có biết nói tiếng Miến, cũng không biết nói tiếng Anh luôn. Mà dân ở đó thì có một số người ta cũng biết tiếng Anh, người ta vô ta phụ bếp. Thì mình ra mình ngồi mình nhìn, đang ngồi nhìn xong tại ở tới 10 ngày đó. Dạ đúng rồi đấy chị, ở tới 10 ngày là chị biết ta phải không? Cái đêm nào như Quỳnh cũng ra đó, ra cái ra bếp ấy, mình ngồi mình nhìn ta đó, làm nhiều thứ đó, lột hành, gọt cái này, gọt cái kia, làm cái nọ vậy đó. Mình cứ ngồi mình nhìn xong rồi cái mình rề vô, cái chỗ nào mình thấy mình có thể làm được, mình mà rề vô thì người ta cho mình làm. Dạ, anh ta cũng quan hỷ lắm, cho mình làm. Nhưng mà cái câu mà con muốn chia sẻ ở đây là không phải là 10 giờ ở bên trường thiền xưa mình thì con không biết làm sao, mà ở trường thiền bao Âu đó mà chứ là 4 giờ khuya là người ta đã hút không ra rồi. À, tại con ở dưới này mà muốn đi lên sáng, muốn đi lên chỗ Chư Tăng mà đặt bát á thì bẹp canh 4 giờ khuya. Nhà đêm là đầu hôm là ta đã bắt đầu nó nấu rồi. Nhà bắt đầu nó nấu rồi. Rồi thì 4 giờ khuya là xe bắt đầu nó chở mấy cô đó đi, rồi chở thức ăn đi. Thành ra cơm nấu từ hồi đêm, rồi 4 giờ khuya đã dở ra thùng rồi. Rồi là lên đó là bắt đầu là sẵn sành ra. Tới 9 giờ thì là mà Chư Tăng đi đặt bát. Thành ra cái thức nguội là thức ăn và cơm là nó nguội ngắt rồi. Dạ, nguội ngắt rồi, chỉ có sữa là còn nóng. Dạ, còn thức ăn và cơm nguội lắm. Nên con có cái kinh nghiệm đó, nên là mỗi lần mà con đi qua Miến Điện là lúc nãy con nghe sư nói cần muối tiêu. Con đi qua Miến Điện lần nào con cũng làm cả chục ký muối tiêu. Dạ, huy động toàn bộ lực lượng con cháu
rang muối tiêu, vừa tiêu sợi mà vừa tiêu lốt nè, rồi rang ra, rồi rang muối lên, rồi giã ra, rồi gói ra từng gói nhỏ, gói nhỏ, gói nhỏ vậy đặt bát một vị một gói rồi mà thấy quý quý ngài quan hỷ lắm, mà mình cũng quan hỷ luôn. Dạ, quý vị nghe quý ngài thấy mà có gói muối tiêu hoặc có cà phê, con nhớ là quý ngài cũng rất là hoan hỷ. Dạ, nhất là mấy cô tu nữ thấy gói cà phê là mấy cô mừng lắm. Dạ, nên là có những chuyện mà mình làm rất là nhỏ mà trong lòng rất là hoan hỷ. Dạ, bây giờ con đã cầm mic nãy giờ rồi, bà sư sư trở lại đạo tràng chưa? Bà sư sư trở lại đạo tràng, xin cho con một tín hiệu. Dạ, quý vị chị Meta có thể hỏi gì không? Thanh Hoàng, dạ này không có mà Hồng Nhung, dạ nên là dạ con lần nào mà con được đi Miến Điện là con thủ tiêu hết bác sĩ, thủ muối tiêu với thịt chà bông, con đặt là rất là hoan hỷ luôn, muối tiêu rồi muối ớt nữa. Dạ, ở nhà con rang muối ớt nên cứ gói nhỏ 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 vậy đó. thấy hoan hỷ, nhưng mà chính mình bản thân mình ăn mình cũng hoan hỷ nữa bác sĩ. Dạ, mình ăn thì mình cũng cắt miếng muối tiêu vô và miếng muối ớt vô ăn rất là ngon, chứ ở quận cái người ta nêm nó không có giống như người Việt Nam. Dạ, thành ra nó rất là ăn, nếu mà mình không ấy thì rất là khó ăn. Nhưng mà con có cái phước làm sao khó ăn nhưng mà con ăn được. Còn nhiều người đi chung đoàn con đem đủ thứ hết. Dạ, nào là nước mắm, nào là cá hộp, nào là gì tùm lum tà la hết. Con cũng nghe lời, con đem là rốt cuộc con cho hết nha, con nhất là con dâng cho người quý sư cô với đại quý ngài hết, con nhận hết luôn. Dạ, bây giờ đạo tràng ơi, có ai có vị nào có câu hỏi không? Alo alo, vậy là sư trả lời máy rồi. Không có ai có câu hỏi hết, bà sư bữa nay sư giảng rành quá rồi, rành trắng ra hết rồi nên không ai có thắc mắc hết. Con nghe sư giảng, con chăm chú con nghe, con cũng không để ý để đặt câu hỏi nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ để con kéo bài xuống, con đọc lại con hỏi. Trời người, cả hai loài đều ưa thích ăn uống, vì dạ so tin gì lại không thích ăn uống? Thế Tôn, ai cho với lòng tin, với tâm tư thanh tịnh, được phần món ăn ấy, đời này và đời sau, vị hải ngựa sang tham, bố thí chiếp cấu quế hữu tình, vững an trú công đức trong đời sau? Dạ, bạch sư sư cho con hỏi, cái là cái câu được phần món ăn này, tức là cái món ăn đó là món ăn gì đó bạch sư? Sư giảng thêm cái câu này cho con được hiểu, và con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mày á, Nam mô Sằng Khai á. Thì thường thường á, chúng ta chỉ nghĩ là cái vật thực này á, là những cái thức ăn. Nhưng mà cái cơ thể của chúng ta có nhiều lúc á, nó không phải là cái vật chất không. À, khi mà chúng ta thích thú một cái điều gì đó, à, giống như bây giờ những cái người mà họ thích về xem tranh đó, phải không? À, họ nhìn một cái bức tranh đẹp, à, khi mà có một người á mà họ đến họ nhìn cái tượng Phật, à, do một cái những cái nhà điêu khắc họ làm khéo tay, à,
với những cái tướng hảo của Đức Phật, với cái nụ cười trí tuệ từ bi, thì cái người này họ phát sanh cái hoan hỷ, một cái sự hoan hỷ này nó vui do cái cảnh, thì cái nó làm cho mình không có thấy đói nữa, thì cái đó gọi là gì, là thức thực, hay là hoặc là cô Nhật Quỳnh đi đi đến một cái trường thiền nào đó, bữa đó mình có phước mình làm chủ lễ dân y, hoặc là mình cũng có hùng phước trong cái cuộc lễ dân y đó, thì cái tâm tư mình qua cái cảnh mà tứ chúng rồi chư tăng thọ y rồi những cái cảnh mà ấy đó, nó làm cho mình tràn đầy cái sự hoan hỷ, mình cũng bữa đó mình không ăn mình cũng cảm thấy nó no này, thì cái đó gọi là thức thực, tức là những cái cảnh bên ngoài á nó làm cho mình thấy mình thành nên hoan hỷ, mình no là một cái nữa là nếu mà trong khi mà chúng ta mà hành thiền á, cái trạng thái phỉ lạc phát sanh, cái bi tí, cái hỷ lạc nó phát sanh á, nó làm cho người mình nó lân lân, nó no vui, tự nhiên mình không thấy khát, mình không có thấy đói bụng, thì đó là gọi là cái xúc thực, nó cái sự cái cảm giác cái nó trải qua ở trong cái thân của mình, thì nó cũng làm cho mình no vui nữa. Đó rồi cái cuối cùng mới là cái vật thực. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà một cái vị hành giả mà họ thực hành rồi những cái phỉ lạc, những cái an lạc nó phát sanh đó, thì chúng ta ăn rất là ít, tại vì nhờ cái hỷ lạc này nó duy trì ở trong trong thân, thành ra đó có một lần mà Đức Phật đi vào làng Trì Bình thất thực, nhưng mà Ma Dương nó cố tình nó trêu gạo, cho nên là nó khi mà nó biết sáng đó là Đức Thế Tôn sẽ đi Trì Bình, thì khi mà ngài đi hướng nào á là nó dùng cái quyền lực của nó che án cái dân cư ở trong cái ngôi làng đó, họ bị Ma Dương nó che án, cho nên họ không có để cúng dường vật thực đến Đức Phật. Cho nên ngày đó ngài đi về không có một chút vật thực nào hết á, kê bắt đầu nó mới hiện ra, nó mới trêu ghẹo, nó dùng những cái lời lẽ để nó thử Đức Phật. Nó nói Sa môn Gotama bữa nay đi vào làng khất thực mà không có được một chút vật thực nào. Hôm nay Sa môn Gotama sống với cái bụng trống rỗng. Thì Đức Phật mới nói lên là cái nhiệm vụ của ngài đi á không phải cái nhiệm vụ chính yếu là đi tìm vật thực, tại vì đối với các bậc thánh nhân lậu tận á thì dù có vật thực hay không có vật thực á, các ngài cũng có cái pháp hỷ nó làm cho an lạc nó vui. Ngài đi chỉ là vì cái nhiệm vụ tế độ chúng sanh để tạo duyên tạo phước cho chúng sanh khác mà thôi, chứ phải đi vì cái mục đích là tầm cầu vật thực. Thì khi mà
mà Ma Dương nó nghe vậy là nó mắc cỡ, nó bỏ đi, thấy không? Đó, Dương sư nói có đôi lúc mà chúng ta sống chúng ta bị phiền não chi phối à, chính bản thân sư vậy. Hồi mà chưa đi tu, hồi lúc mà còn ở ngoài đời là phải ăn cơm, chứ không có ăn cái gì gì thế cơm được à. Có những bữa mà không có cơm mà, đó là mà ăn đỡ bằng đi ăn hủ tiếu, mua bánh mì gì ăn, hồi cũng phải kiếm cơm ăn này. Chứ ăn hủ tiếu ăn mì diện hồi xong nó cũng xót ruột, cũng ấy, thấy không? Nó do cái tưởng, do cái thói quen, nha. Do mình lúc đó mình quá quan trọng cái ăn. Thế còn tới chừng mà đi xuất gia rồi đó, quý vị biết là cái thời năm chín mấy sư hay đi, năm 94-95, à, lúc đó là ngày Hòa Thượng đang làm thủ tục để xin làm lại cái chùa Thái Bình ở ngoài quê ngài, ở ngoài Điện Bàn. Thì quý vị biết mà cái thời đó đi xe từ thành từ Sài Gòn mà đi ra Đà Nẵng còn cũ kỹ lắm, nó chạy gần cả ngày, ngày rưỡi mới tới. À, quý vị biết sáng 5 giờ sáng là từ xe cảng miền Đông, từ bến xe nó chạy riết mà ra tới mấy cái quán mà quen của nó đó, tới ngoài Nha Trang đó. Nó vô mấy cái quán mà ăn mà quen thuộc của nó mới ngừng lại, mới cho mình vô ăn cơm. Thì mà khi mà ghé vô đó là 1-2 giờ trưa rồi, là ăn cái gì thôi kệ, uống ly sữa. Cái ông tài xế ông thấy vậy đó, ủa ông thầy à, trưa ông thầy không có ăn cơm hả ông thầy? Thầy nói thôi giờ này là qua giờ rồi, thôi uống sữa được rồi đó. Cái bắt đầu nó ghé vô Nha Trang ăn rồi, nó bắt đầu nó chạy riết nó 7-8 giờ tối nó mới ngừng lại, đang cho hành khách vô nghỉ ăn cơm nước. Cái bắt đầu cũng vậy à, thường thường là mấy cái tiệm ăn á, nó ưu đãi không tài xế gì lắm, nó dọn một cái bàn riêng rồi đồ ăn đồ uống đồ đầy đủ lắm. Cái mình cũng ngồi cái bàn kế bên gần đó, và mình cũng uống ly sữa. Mà bị gì mấy ảnh thì mấy ảnh đâu có nhớ, hồi sáng mình trả lời rồi mà đâu có nhớ đâu. Anh qua cái mình thấy ảnh thấy mình cũng không ăn gì, uống cái ly sữa. Anh hỏi ủa ông thầy không chiều muốn ăn cơm ha? Anh nói không, chiều uống ly sữa được rồi. À, đó. Thì tới trưa tới ngày sau á là mới chạy ra tới ngoài Đà Nẵng. Dạ. Thì bắt đầu á mình mới thấy à, tại vì hồi xưa đó mình theo cái thói quen cứ tới cái giờ đó là phải ăn, tới giờ đó phải ăn. Chứ còn á mình thấy cả ngày mình uống có 2 ly sữa cũng đâu sao đâu. Đâu có yếu rồi, cũng đâu có sụt cân gì đâu mà sợ. À thì bắt đầu từ đó bắt đầu mình thấy thể có ăn cũng được, không có ăn cũng được. Rồi cái có một lần mà đi ra ngoài Bắc chơi, mấy ông sư rủ đi ra ngoài Bắc chơi, ra Đà Nẵng rồi cái mấy ông rủ ra ngoài Hà Tĩnh và Huế rồi chơi, chạy đi. À, mà khi mà mình đi chơi thì làm sao mà có giờ giấc để mà ăn, cho nên là mua một chai nước chứ mua mấy cái lề trái bom gì đó bỏ không vàng. Rồi tới trưa mới không làm gì làm, mình kiếm chỗ ăn cái lề trái bom vậy đó.
rồi uống miếng nước. Mà quý vị biết không, đâu có dám uống nhiều, tại mình đi xa mà, đi chơi mà, rồi uống nước rồi nhiều quá rồi hồi nó cứ phải đi kiếm chỗ, đi kiếm toilet qua nó mới công lắm. Cho nên là đi nguyên một ngày thì chỉ uống một cái chai nước nhỏ đó thôi, cứ hả khát nước uống miếng thấm giọng, khát chai nước uống miếng thấm giọng. À, hồi mà đi trên xe cũng vậy, đi từ từ Sài Gòn mà ra tới Đà Nẵng uống không hết chút nữa, à cứ khát dữ lắm mà uống miếng thấm giọng. À, chứ còn người ta bình thì cứ la kêu tài xế ghé vô, à, cho họ giải quyết vấn đề quan trọng. À, thành ra mình biết hạn chế, à, cái mức độ, à, thì mình sẽ có sự an ổn. À, còn hả, nếu mà mình không biết, à, thì nó cứ hành hạ mình, nó khổ. À, cho nên á, là chúng ta ăn á, không phải cái vật thực, vật chất không, mà có những cái nếu mà chúng ta biết tu tập, à, thì nó cũng có đem đến cái sự an ổn. À, thành ra quý vị thấy rằng có những cái vị mà hành thiền á, có khi 2-3 ngày á, người ta mới cần ăn. À, hoặc là những cái vị mà nhập mà diệt thọ tưởng định á, à, 7 ngày xả thiền ra người ta mới ăn cái uống đó. Thành ra đó, cái có nhiều loại vật thực. À, tại vì phàm nhân mình không có hiểu, thành ra mình nghĩ là chỉ có cái vật chất. Mình đưa đất nước lửa gió vô thì mình mới nuôi mạng, cái duy trì cái mạng sống này. Chứ sự thật ra đó, à, khi mà chúng ta nhìn thấy những cái cảnh vật, cái tâm mình nó phát sanh cái sự hoan hỷ, à, nó cũng làm cho mình no vui, à, mình khỏi cần ăn. Mà cái vị mà hành giả hành thiền á, khi cái phỉ lạc nó phát sanh á, nó cũng làm cho mình no vui. À, thì có những cái vật thực, à, nó vi tế, nó cao hơn, chứ không phải là chỉ là cái vật chất không. À, thành ra chúng ta hiểu như vậy. À, nếu mà bữa đó mà không có cơm, không có vật chất, mà nếu mà chúng ta ra hành thiền, à, phỉ lạc phát sanh, thì nó vẫn có sự an ổn, cái thân của chúng ta vẫn có được tiếp những cái năng lượng, à, một cách tốt, chứ không phải là chỉ có vật chất không. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cụ sa thú đành thay con hành kính tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của con, và con đã hiểu thêm về cái bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Mời quý vị có thể có những câu hỏi hoặc có những cái chia sẻ gì hiểu được trong bài học ngày hôm nay không ạ? Dạ, kính mời bạn trai của đạo tràng ạ. À, không ai hỏi, Nhật Quỳnh hỏi nữa nha. Bất quyền lại ráng chịu nha quý vị. Dạ, bạch sư, thì cho con hỏi á. Dạ, này là ngoài vấn đề bài học, bạch sư. Con không biết hỏi ai nên con phải hỏi sư thôi. Tại thường á, thí dụ như mình cái ngày thọ bát đi, thì mình sẽ nói rằng, à, con xin vâng vịt giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nhưng con cũng có nghe một chỗ là không phải là mình ăn, mà là giống như Đức Thế Tôn nói là mình không được nhai. Thì sư cho con hỏi cái duyên sự gì mà là mình không được nhai, bạch sư? Ví dụ như giờ cái ngày mình thọ bát đi, mình
không ăn, mình nguyện mình không ăn 6 giờ, tức là ngoài cái giờ buổi ăn trưa ra thì mình không ăn, không nghĩ tới cái ăn nữa, không có ăn. Nhưng mà tại sao lại là không nhai bạch sư? Vì nguyên do nào mà Đức Thế Tôn là không cho mình nhai? Dạ con kính nhân bích đến sư, sư chỉ dạy cho con à. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Tham Thà giá. Nam mô Sang Thà giá. Thì quý vị biết rằng cái động từ ăn là cái gì? Là khi đó chúng ta phải chuyển động cái hàm của mình. Nó làm cái nhiệm vụ là nó sai, nó nghiền cái thức ăn, gọi là ăn, đúng không? Thành ra đó, khi mà hãy nói tới cái ăn là sao, là phải có cái sự chuyển động vận chuyển của răng, của hàm nó hoạt động, nó làm cái công việc là sai nghiền thức ăn rồi sao, rồi phải nuốt thì như vậy á, cái ăn nó có những cái động, cái chuyển động nó như vậy á, mới gọi là ăn, thấy không? Thành ra đó, những cái người mà họ bị bệnh, họ bị bệnh, họ không thể mà họ bị bệnh về cái thực quản rồi chẳng hạn, thì có khi á họ ăn nhưng mà không có nuốt, ăn bằng cách là vô những cái vật thực đã sai nhiễm rồi, rồi truyền qua cái ống đưa vào bao tử, phải không? Hoặc là có những cái người họ bị bệnh, thay vì phải vô những cái vật chất bằng sai nhiễm rồi đưa vô, thì bây giờ họ trị bằng thuốc, những cái thuốc bổ, nó có cái tính chất để bồi bổ cái cơ thể, được chích hoặc là để vô trong cái nước, ta gọi là nước biển đó, để truyền vào máu đó. Chứ đâu phải là chỉ ăn để mới duy trì cái sự sống không đâu, không? Thành ra nó có nhiều cách, nhưng mà cái cách mà ăn đó, thông thường nó là vậy. Thành ra đó, quý vị phải hiểu rằng á, tại sao mà những cái ngày trai giới mình không ăn 6 giờ. Tại vì khi mà chúng ta tập mà, những ngày đó chúng ta tập giảm bớt cái ăn, giảm bớt cái trang sức, giảm bớt cái những cái vấn đề nó không có cần thiết. Quý vị thấy nè, hừng đông sáng cái đầu là phải lo chuẩn bị rồi, vậy cái hối hả tất bật lo chuẩn bị điểm tâm, ăn uống cái rồi đặng gì, ăn uống xong cái đi làm quần quật cái trưa cái đầu là lo ăn nghỉ ngơi một chút, cái bắt đầu tới giờ làm việc quần quật cứ tới chiều về nhà cái bắt đầu gì bận rộn, lo nấu lo nướng lo này kia nọ, để chi? Để ăn đó. Thành ra đó, cái cuộc sống của mình chỉ có làm việc và ăn. Cho nên cái bữa đó đó, cái ngày đó đó, mình hạn chế, mình sắp xếp, mình giảm bớt công việc, giảm bớt ăn, để mình dành cái thời gian ra để gì? Mình học kinh, tụng kinh, rồi hành thiền đó, để gì? Để dung bồi trí tuệ. Còn hằng ngày mình làm việc với mình ăn không á, để bồi bổ cơ thể,
dung bồi phiền não. Làm lẻ lẻ, chuyện này xong lẫn làm chuyện kia, làm hối hả, đúng không? Làm với cái tâm tham, làm với tâm sân. Trời ơi, cái này sao mà khó quá, nãy giờ tôi làm hoài hoài mà không xong. Rồi ăn với cái tâm tham, bữa nay tôi nấu món này ngon, ăn đã sao mà ăn với tâm tham. Trời đất ơi, bữa nay tôi đi mua cái món cái này cái kia không có, về giờ phải ăn cái này, ăn cái này nó dở òm, ăn không ngon, không đã gì hết trơn. Ăn với tâm sân, thành ra đó cái ngày giới là gì? Chúng ta thực hành gìn giữ, tránh xa những cái bất thiện, giảm thiểu những cái vướng mắc trong phiền não của đời sống, để chúng ta dành thời gian ra để chúng ta tu tập, chúng ta hành học kinh, học pháp, hành thiền. Đó, thành ra cái ngày giới không phải là chỉ không ăn không. Nếu mà cái ngày giới mình giữ là không ăn sái giờ không á, nó chỉ là 1/8 của cái giới thôi. Mà mình không múa hát, rồi không thỏa thích trong cái sử dụng giường cao chăn êm nệm ấm nữa. Ba cái giới ăn sái giờ, trang điểm, rồi thỏa thích trong cái vật chất hưởng thụ, thì ba cái này nè, tại vì mặc dù nó không có đưa mình vào khổ cảnh, năm cái giới đầu mình phạm á là chắc chắn là mình phải rơi vào khổ cảnh rồi. Ba cái giới sau á là gì? Nó làm cho cái tâm mình ô nhiễm. Chính vì mình tham muốn những cái ô nhiễm phiền não mà mình còn trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Chính vì những cái ô nhiễm phiền não này nó thúc đẩy, để mình thỏa mãn trong đời sống, mình mới phạm năm cái giới, năm giới đầu. Còn ba cái giới sau á, tại vì nó là một cái sợi dây bền chắc để nó cột trói mình ở trong cái vòng quay sanh tử. Cho nên á, cái ngày đó chúng ta giữ giới, tránh rơi vào khổ cảnh nè. Rồi sao? Chúng ta giảm thiểu những cái trói buộc của phiền não, trong ăn, trong trang điểm, trong thỏa mãn cái chỗ trú ngụ, cái vật chất đó. Để gì? Để mình cởi bỏ lần lần, mình mở lần lần ra. Bữa nay mình hạn chế chút, bữa kia mình hạn chế chút. Cho nên là có những cái người mà ta những cái ngày giới á, là sao? Ta thay vì mấy bữa đó ta nằm ở trên giường có nệm, có ra rồi đấy mà êm ái mà phòng máy lạnh rồi kia nọ, thì ra sao? Ta ra cái sàn ta nằm, nằm dưới cái sàn sàn gỗ, sàn gạch, để chi? Để mình giảm thiểu được dính mắt. Không được, trời ơi, tôi mà không có nằm trên giường nệm mà tôi ngủ không được, tôi mà ở cái phòng mà không có máy lạnh là tôi ngủ không được. Đó, chính vì mình dính mắt, mình thỏa mãn, mình phục vụ cái phiền não mà mình khổ đau. Tại vì mình quen ngủ trên giường nệm, mà đi lỡ đi chỗ nào mà qua bên trường thiền Miến Điện mà kiếm cái giường nệm mà sao không có, rồi lúc đó mình qua đó cái mình khổ, ngủ được. Mình sống ở trong cái phòng của mình nó quen rồi, phải có quạt máy, phải có máy lạnh kia nọ. Bây giờ ở chỗ mà không có máy lạnh, không có quạt máy, mình khổ, ngủ không được. Trời, đi chỗ lạ ngủ không được,
thật sự ra đó không phải lạ cái chỗ, mà lạ vì nó không có những cái tiện nghi, cho nên tôi ngủ không được. Mà ngủ không được chừng hai đêm là thấy khổ rồi, thức trắng giờ con mắt, sáng dậy nó uể oải, nó mệt mỏi. Học thì cũng học cũng được, mà hành thì cũng hành cũng được. Cho nên là mình tập từ bỏ những cái tiện nghi, những cái vật chất trong đời sống, từ bỏ bớt giảm thiểu cái ăn để chúng ta thực hành, để học tập, nỗ lực tinh tấn tu tập đó, chứ không phải là mình chỉ hạn chế cái ăn thôi. Mà cái điều quan trọng là mình hạn chế, giảm thiểu dính mắc vào những cái tiện nghi vật chất, trang điểm, mà ăn uống trong thế gian, để chúng ta lần lần ra khỏi cái tầm ảnh hưởng, cái sự khống chế của những cái phiền não, những cái bận nhơ ở trong nội tâm. Thì đó là mình thanh lọc á. Mình thanh lọc những cái ô nhiễm, những cái bận nhơ, những cái từ bấy lâu nay những cái này nó bó buộc, nó dính mắc, nó bám níu trong cái tâm của chúng ta. Bây giờ mình tập mỗi bữa, mỗi ngày mình thực hành, mình cởi bỏ, mình thanh lọc, mình tẩy rửa lần lần, thì chúng ta sẽ, cái tâm của chúng ta lần lần nó sẽ trong sáng, tốt đẹp. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con xin sám hối với sư. Tại bên ngoài con nó hơi ồn nên con phải đi đóng cửa lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều đã giảng dạy câu hỏi của con. Dạ, một lần nữa Nga Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Tệ Duyên vào đạo tràng. Cô có câu hỏi gì không cô Tệ Duyên? Cô có nghe được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cô Tự Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ. 1, 2, 3, 4. Không biết là còn ai nghe mà. Yeah. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Yeah. Nay con bị đau cổ quá cho nên là nghe mà Nhật Quỳnh bị rơi mic cho nên là con cầm mic. Dạ, Nhật Quỳnh nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Trước nhất là tự nhiên đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và nghe Nhật Quỳnh mời, nhưng mà tự nhiên hôm nay không biết là Ngài giảng về bài kinh nào. Và nghe Nhật Quỳnh hỏi về giới thì tự nhiên cũng tiếp tục hỏi chứ không biết cái gì. Dạ, bạch ngài, con xin hỏi là nếu mà cái người mà đồ ăn, dạ, thì nếu mà cái người giữ giới á, thì con thường nghe nói là
các sư giảng giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì con muốn hỏi mình làm như thế nào mà ở đây thì con muốn hỏi làm sao mà kiến mình được thanh tịnh, là con hỏi về thanh tịnh đạo, là mình làm sao mà cái kiến mình được trong sạch và thanh tịnh. Dạ, xin Ngài giảng giải cho con hiểu rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Khi mà chúng ta thấy kiến ở đây là sự nhận thức, hiểu biết hay là thấy, thì nó có hai. Chúng ta thấy rằng có chánh kiến và tà kiến. Ở đây thời gian nữa cũng không còn nhiều, sư giải đáp cái một cách vắn tắt thôi. Bây giờ chúng ta thấy mà giấy thấy qua cái tục đế người nam người nữ, thượng vị, thức ăn thượng vị hạ vị, loại cứng loại mềm, là mình thấy theo cái chế định. Còn mình thấy vật thực nó chỉ là đất nước lửa gió, là mình thấy qua cái thực tính của nó. Thực tính của nó là đất nước lửa gió thôi, không có thịt mà không có tàu hũ, không có thịt bò, không có cá, không có gì. Đó. Thì khi mà mình thấy đúng cái thực tính nó, mình thấy với cái chánh kiến, mà mình thấy nó là thịt bò, tôm, cua, là ngon đẹp, là thức ăn thượng vị, loại cứng loại mềm, hạ vị không ngon với nó, thấy không? Thành ra là sao? Mình thấy qua cái tà kiến sai. Mà khi có tà kiến thì sao? Có phiền não, có vô minh, có si mê, mới có tham, có sân. Cho nên khi mà chúng ta thấy với cái chánh kiến, chúng ta thấy rõ ràng đúng thực tướng của nó, thấy với trí tuệ thì cái tâm mình mới định. Còn khi mình thấy với phiền não thì sao? Tham muốn. Mà khi mà có phiền não sanh khởi thì cái tâm nó vọng động, nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, thích, không thích, thương, ghét. Đó. Thì làm sao mà cái tâm mình nó an ổn được? Còn khi chúng ta thấy với đúng tính chất chân đế của nó, đúng thực tướng của nó, thì chúng ta sẽ loại trừ được phiền não, thì cái tâm mình nó mới an. Khi tâm an thì định nó mới sanh khởi, thấy không? Cô trồng cái cây, cây mới mình đặt cái cây xuống mình trồng, mình biết cái bộ rễ nó chưa có phát triển được, thì mình có những cái cây chống đỡ cho nó. Khi mà cái thân nó đứng vững, nó không có bị lay động bởi gió, thì rễ nó phát triển. Và sau đó mình mới bỏ mấy cái cây á, thì cái cây nó mới đứng vững. Thì cũng vậy, mình mới tập tu mà, nhờ có giới nó nâng đỡ giống như cái nền đất, rồi có những cái cây chống mà để chúng ta học tập hiểu biết, chống trả đối trị với cái phiền não, thì tâm mình nó yên. Thì khi mà tâm mình nó an tĩnh, mình mới định, mình mới thấy pháp được. Và khi mà mình hiểu biết, mình thấy pháp, có những cái kinh nghiệm nó phát sanh, dung bồi lần 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 lần
giống như cái rễ cây, mỗi ngày nó phát triển một chút, mỗi ngày nó bám dẫn trong đất một chút, à, thì sau này không cần cây chống nữa, tự nó sẽ vững vàng ở trên đất. À, thì khi mà giới nó phải hỗ trợ nâng đỡ cho định, định là cái gì? Cái sự thấy đúng, cái chánh kiến. À, thì có chánh kiến rồi đó thì mới có được cái chánh trí. À, thì khi có chánh trí rồi đó thì chúng ta mới giải thoát tất cả những cái cấu quế, loại trừ tất cả, đào bứng tận gốc rễ những cái phiền não, thì chúng ta sẽ đạt đến sự an vui tốt đẹp, giải thoát. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Thị Duyên. Dạ, lâu quá mới thấy cô vào room sinh hoạt. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập, đạt được nhiều điều lợi ích trong đời sống hiện tại. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú lành thai. Kính tri ân Ngài đã giảng dạy và cho chúng con hiểu rõ. Dạ, thì cách khoảng mấy tuần, cái đường nét của con nó không có ổn, cho nên là mỗi lần vào nó cứ không nghe, có khi mình cứ không nghe rồi các ngài giảng mà mình không nghe được á, nó hụt tới, nó hụt lui, cho nên là cái tâm mình nó cũng bất động, cái tâm mình nó động. Dạ, em xin lỗi, cái tâm mình nó Thủ kính cảm ơn cô Tệ Duyên đã cho câu hỏi. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, bên con nó bị hơi ồn nên con cầm mic, con sợ ồn trong room mà hãy đóng cửa thì con té cái đùng, nên không biết ở đạo tràng có nghe tiếng ồn không ạ, có nghe tiếng ồn bên ngoài không ạ. Dạ, đạo tràng cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Minh Quang nha. Quang có câu hỏi gì không? Còn có mấy phút mà. Quang ơi, có câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh, xin một tín hiệu Nhật Quỳnh nhường mic cho mấy phút đi. Hết giờ, còn được mấy phút, Quang ơi. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Nãy giờ ngồi im ru à. Dạ.
nếu không hỏi thì Minh Quang đang cắt cỏ hả? Dạ, con thấy đồng hồ con còn 3 phút. Không biết con hỏi một câu nữa thì sư có bị quá giờ không? Hay là con xin sám hối rồi chỉnh thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Thì cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ. Cho con một câu hỏi hay là con xin sám hối ạ. Dạ, vậy con xin sám hối đi ha. Chứ hỏi thì cũng đặt đặt cho sư quá. Dạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ruột tà măng ghê nà quảnh đê hăng ba đà phẳng sung và ruột tà măng. Bụt thể vô khả đi tổ đô sơ bụt thơ khả mặt tu tăng mà mang đoạn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật đã đặng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Bụt tam mang ghê na quảnh đê hăng thẩm manh cha đưa quý thăng hòa răng thầm mê vô khá đi tô đổ sâu thầm mơ thầm măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đã pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quảnh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thoát tam ăn sang kê vô khả đi tổ đô sâu sang khô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi quan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo. Và con kính chân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo mà đạo tràng đã học hỏi thảo luận Phật pháp, cầu mong tất cả quý vị khỏe mạnh an vui, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anubhavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anubhavena sada sothi bhavantu te bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anubhavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo ngàn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho các thiện tinh được sự ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti vi ha quá ta chi ni thu về kha rê bơ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bu chi ta do thỉnh ca rôn tê thà vi ha ra man đà lê thề ra cha mắt cha na wa ca cha phích khả vô sa ra ni ca đa na bát tỳ u ba sa ca gà ma cha đệ sa ni gà ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta su khi ta phật hoàn từ tệ cha la vô cha dê bi cha anh đà sam phá qua sẵn sê đà cha ta a tha vô bá ba thi ca nếu già ni căn tham ma qua răng mà thích cha tê sạp bề bị đuôi khà sa khà rồi từ sang khà văn à tu chi răng sa tặng thẩm mô thẩm ma thà ra cha phục ca la
sang go ho tu samak go wa athaya cha he ta ya cha am he ra ka tu sat tham mo sa ba vi tham ma cha di na vut thing sam ba bu nay ya ma tham ma di yap ba quê di tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông đổi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài cậu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngài mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm hầm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật soi giao truyền. Nam mô Bích Tha gia chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kinh dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền, nhất là chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, tỉnh Thất hiện hữu, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ, để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước đến tất cả chúng sanh ba giới.